Chào các bạn, tin nhanh 247, hiếm có Việt Nam, vườn rau cải cao 1,5 m. Anh Thanh Tùng, một chuyên gia mua bán rau cải ở Đà Lạt cho biết, loại cải xoăn cao tới 1,5 m hoặc trên 1,5 m gọi là cải xoăn kale. Giống rau cải này nhập từ Mỹ về Việt Nam từ năm 2015, sau đó giống được các nhà vườn trồng thử nghiệm tại vùng đất Đà Lạt. Hiện nay, rau cải này có thu hoạch lá để bán. Theo anh Thanh Tùng, rau cải xoăn kale khác hoàn toàn với rau cải Việt Nam. Cụ thể, rau cải Việt Nam trồng đến đâu thu hoạch chỉ một lần là hết, nhổ cả cây. Còn cải xoăn kale chỉ thu hoạch lá, lá đến đâu thu hoạch đến đó. Theo đó, cây trồng càng lâu, thân càng phát triển càng cao. Từ lúc trồng đến lúc phá, các chủ vườn chỉ thu hoạch lá liên tục, ngày nào cũng có lá để hái, trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn, nếu chủ vườn chăm sóc tốt. Anh Tùng chia sẻ, do thị trường khá chủ rõ rải kale nên rất nhiều vườn cải ở Đà Lạt, kể cả vườn ở Mộc Châu, Sơn La, đang tiến hành trồng loại cải này để cung cấp ra thị trường được nhiều hơn, anh Tùng chia sẻ. Tương tự, các loại vườn khác cũng cho biết, giống cải kale khổng lồ này hiện là mặt hàng rất được các bà nội chợ mua về làm thức ăn hàng ngày. Đặc biệt, các chị em còn mua đặt hàng các loại rau này về làm sinh tố uống với mục đích chăm sóc sắc đẹp. Hiện nay, thị trường lá của rau cải kale khổng lồ đã được bán với mức giá từ 70 đến 80 ngàn đồng một ký. Khách muốn mua phải đặt hàng trước. Cảm ơn vị theo dõi bếp này. Hẹn lại giữa lúc kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhấn subscribe.